Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em quay vài mẫu dao xịn sò cho các bác nhé. Đây toàn là các loại dao làm từ nhíp ô tô đấy ạ. Nhíp ô tô loại tốt nhất. Cán gỗ cẩm chỉ là cũng là đẹp nhất, tốt nhất rồi các bác ạ. Đây ạ, cán gỗ cẩm chỉ đây, nhíp ô tô đấy ạ. Đấy, em xin bắt đầu giới thiệu với con số 1 nhé. Con số 1 này là con dao chặt xương các bác ạ. Dao chặt xương. Con này làm khá là dày đấy các bác, chặt xương nặng khoảng 8 lạng, 9 lạng gì đấy. Con này có thể chặt được cả chân giò này, đấy, lưỡi dài 22,5 cm. Lưỡi dài 22,5, bản rộng khoảng 8,3 các bác nhé. Bản rộng khoảng 8,3, lưỡi dài 22, chặt xương các bác nhé. Cái này thì các bác có thể chặt được tất cả các loại xương đấy ạ. Chặt xương trâu bò cũng được luôn, các bác chặt xương lợn thì thoải mái nhé các bác nhé. Tiếp theo là con dao vừa chặt vừa thái, hoặc là gọi là dao chặt gà vịt, hoặc là vừa chặt vừa thái đều được các bác nhé. Đã, làm nhám rất đẹp, chốt hai đinh rất là chắc chắn, cán gỗ cẩm chỉ. Đây làm từ nhíp ô tô, em đánh vân nhám này chống dính rất là đẹp, vân nhám chống dính rất là sáng bóng đẹp. Các bác dùng cái này chặt gà vịt cũng được, chặt xương sườn cũng được các bác nhé. Chặt gà vịt và xương sườn, chặt thoải mái. Dùng gia đình thì các bác dùng con này là vừa đấy ạ. Dùng gia đình hay dùng cỡ khoảng 5-6 lạng này. Đấy, chặt gà vịt con số 2. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 là con dao chuyên thái các bác ạ. Dao chuyên thái này. Đấy, cũng làm từ nhíp ô tô, cán gỗ cẩm chỉ rất là đẹp, sáng bóng luôn các bác, sáng bóng rực rỡ luôn ạ. Dàm rất là mỏng thôi, con này chắc độ dày khoảng hơn 1 ly thôi các bác ạ, độ dày hơn 1 ly. Con này thái thì rất là chuẩn, các bác thái thịt thì dùng, thái thịt thái rau thì dùng con này thái là ok nhé các bác nhé, rất là sắc bén luôn đấy ạ. Tiếp theo là con số 4, con số 4 này cũng là dao thái gọt. Con này gọi là dao thái gọt đấy ạ, thái bản nhỏ hơn các bác nhé, thái bản nhỏ hơn của dao chuyên thái. Dao chuyên thái này thì là con số 3, con này là dao thái gọt thì là nó nhỏ hơn. Con này để xem bản dài rộng bao nhiêu nào. Bản dài, lưỡi dài khoảng 20 các bác nhé. Khoảng đấy thôi, bởi vì em rèn thủ công thì nó không chính xác được, cũng không phải là dập khuôn đâu. Con này bản rộng, rộng 5 cm, lưỡi dài 20 các bác nhé. Đấy, các bác thích thái nhỏ thì dùng thái gọt này thì rất là ok đấy. Con này mỏng, thái rất là sắc ạ. Con này chắc khoảng 1 ly thôi các bác nhé, 1 ly hơn 1 ly một tí, tầm đấy. Tiếp theo là con số 5. Đấy, 4 con đầu là 4 con làm vuông, từ con thái đến con chặt đấy. Tiếp theo bên này là dao lọc và dao chọc, lọc thịt và chọc tiết lợn đấy. Con này là con dao bầu thái. Con này chọc tiết lợn cũng được, thái thịt cũng được, lọc cũng được các bác nhé. Con này là bầu to đấy. Bầu to số 5 này bản rộng khoảng, để em đo này, bản rộng 6,6, khoảng đấy, tầm đấy thôi. Em đo thì nó cũng chỉ là tương đối thôi các bác ạ. Lưỡi dài 21 các bác nhé, lưỡi dài 21. Con này các bác dùng để thái thịt này, chọc tiết lợn này, lọc thịt này thì rất là ok. Thái rau cũng được các bác nhé. Con số 5 này là gọi là dao bầu thái các bác nhé. Còn đây là có con nhỏ hơn con bầu thái, nhưng mà to hơn con bầu lọc này. Đây gọi là bầu lọc to, hay là các bác thích gọi thế nào cũng được, em cũng không biết gọi thế nào nữa, bởi vì nhiều mẫu dao quá, kích cỡ nhiều quá các bác ạ. Con số 6 này thì các bác dùng để lọc cũng được, mà chọc nhẹ nhàng cũng được, thái cũng được các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là con số 7. Số 7 này gọi là dao lọc đấy các bác. Dao lọc đấy, làm nhám nhé các bác nhé. Các bác mua con này thì các bác bảo là dao lọc nhám, thì em là biết là con này đấy. Đây ạ, có số điện thoại em đây, 0989 921 389 nhé. Tên của em đây ạ, Trung Du đây nhé. Đấy, các bác mua dao thì cứ gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 ở trên dao.
Đấy, các bác cần mua con này thì các bác cứ gọi là con dao bầu lọc nhám, thì em gửi con này cho các bác nhé, hoặc các bác kết bạn Zalo với em cũng được. Con này gọi là phi lê nhám các bác ạ, phi lê nhám ạ. Con này để em đo xem lưỡi dài bao nhiêu nè. Lưỡi dài khoảng 18 các bác nhé. Bản rộng 4 rưỡi đấy, 4,5 cm. Con này các bác dùng để thái thịt cũng được, thái rau cũng được, chọc cũng được, thậm chí bổ quả cũng được luôn các bác nhé, lọc cũng được luôn. Con này rất là đẹp đấy nè. Còn đây là đá mài này, tự nhiên này, thớt gỗ nghiến tự nhiên. Các bác cần mua loại nào thì cứ gọi điện hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0989921389 nhé. Đấy, em xin báo giá từng con này. Con số 1 là con dao chặt xương, có giá là 300.000. Tiếp theo là con số 2, chặt gà vịt, có giá là 250.000. Tất cả trên đây là bao ship cho các bác rồi đấy. Con số 3 là 230.000 các bác nhé, chuyên thái ạ, chuyên thái. Con số 4 là con thái gọt nhám, có giá là 200.000 ạ. Tiếp theo số 5 là con dao bầu thái, có giá là 250.000 các bác nhé, 250.000 dao bầu thái ạ. Con số 6 là lọc to, con này có giá là 200.000. Con lọc nhỏ này cũng có giá là 200.000 các bác nhé. Số 7 lọc nhỏ 200.000. Số 8 có giá là 200.000 dao phi lê. Đây, tất cả bộ dao này là đều làm từ nhíp ô tô xịn sò nhất, tốt nhất. Làm nhám, tất cả đều làm nhám hai mặt nhé các bác nhé. Đây này, nhám một mặt, nhám hai mặt này, trắng đẹp. Các bác dùng bộ này thì rất là thích ạ. Đây, ngoài ra các bác mua thêm đám mài này thì có giá là 250.000, tất cả là bao ship. Thớt này em bán với giá là 310.000 bao ship cho các bác. Đây, thớt này thớt xịn đấy, thớt của núi đá đấy, thớt nghiến đá đấy. Các bác cần tư vấn hoặc là cần trao đổi gì thêm thì cứ kết bạn Zalo với em hoặc kết bạn hoặc gọi cho em qua số điện thoại 0989921389 để được tư vấn thêm nhé. Nè, số điện thoại của em đấy. Hôm nay em quay đến đây xin chào các bác nha. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe nha. Chào các bác ạ.